Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là rất nhiều linh kiện trên điện thoại Huawei HonorBlade hay tên viết tắt là HonorBlade đang chờ sửa chữa để di động cao cấp .vn. Như các bạn đã biết, di động cao cấp .vn đang đơn vị nhận sửa tất cả các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại HonorBlade. Chúng tôi nhận sửa full man bệnh trên điện thoại HonorBlade. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại HonorBlade, quý các bạn đừng ngần ngại liên hệ 0911582123. Di động cao cấp .vn sẽ nhận thay mới sửa chữa vì các bạn. Tại thời điểm tháng 11/2021, di động cao cấp .vn vẫn nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan dịch vụ sửa chữa điện thoại HonorBlade. Những câu hỏi thông thường như là tôi nhưng nó tựu chung lại một số những câu hỏi chính sau đây. Là tôi ở xa, tôi muốn sửa điện thoại HonorBlade có được hay không? Tôi để trả lời được những câu hỏi đó thì di động cao cấp .vn làm video ngắn này giải đáp những thắc mắc đó của vị các bạn. Câu hỏi đầu tiên là tôi ở xa, tôi muốn sửa điện thoại HonorBlade có được hay không và làm như nào? Hoàn toàn được, quý vị các bạn chỉ cần liên hệ đường dây nóng tư vấn 0911582123. Một là chúng tôi sẽ gửi linh kiện sửa chữa HonorBlade đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Hai là quý vị các bạn gửi máy qua đường bưu điện đến các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi sửa xong, chúng tôi sẽ gửi ngược lại địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi thứ hai là khi tôi muốn sửa điện thoại HonorBlade đến có nhận được sửa luôn hay không, có phải chờ đợi lâu hay không? Tất cả linh kiện trên điện thoại HonorBlade luôn có sẵn. Quý vị các bạn chỉ cần đến các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ sửa cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Khi tôi sửa điện thoại HonorBlade thì các dữ liệu trong máy có bị ảnh hưởng hay không, có được bảo hành hay không? Tất cả dữ liệu trong máy của quý vị các bạn còn nguyên, không mất bất cứ một cái gì. Khi tôi sửa điện thoại HonorBlade có được bảo hành hay không? Được bảo hành 3 đến 18 tháng tùy theo gói bảo hành quý vị các bạn chọn lựa. Tức là khi sửa xong mà định được bảo hành 3 tháng, nhiều hơn đến 18 tháng, quý vị các bạn mua thêm các gói bảo hành sửa chữa mở rộng tại di động cao cấp.vn. Trên đây là một số những thắc mắc của quý vị các bạn liên quan dịch vụ sửa chữa điện thoại HonorBlade. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn. Để chỉ cung cấp full link phụ kiện nhận sửa tất cả các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng phần mềm trên điện thoại HonorBlade. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.